trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Hiệu xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Hôm nay bạn Lực đi vắng cho nên là cháu Hiệu phải một mình tự lên trên này. Hôm nay là cháu Hiệu đang ở nhà thì nhận được cuộc điện của anh Sơn, anh chở vật liệu cho, bảo lên trên này để bốc hàng. Chuyến xe này là chuyến xe hàng cuối cùng của nhà ba ông cháu rồi nha cô bác nhé. Chuyến xe này sẽ đầy đủ từ tôn, xi, sắt với lại mọi đồ các thứ rồi, gạch. Ô anh Sơn, sao anh không lấy xe anh chở? Xe anh bị hỏng. Xe anh bị hỏng à? Lại phải sang xe này để về à anh? Ôi, em đi vào sâu đêm gì? Vào sâu đâu gì? Vào sâu thì không đâu để ấy được. Ôi. Đấy, vừa, em xử đi vừa đi nhựa người về bốc hàng rồi cô bác ạ. Phanh tây nó đéo như phanh ấy kia, đéo như phanh bọn kia nó một tổng. Trên này là đủ hết rồi anh. Đủ hết rồi. Im luôn. Gì này, gà dốc lát này, tôn này, các kiệu đây từ từ nó đang đi gọi người anh. Mở tí xi măng bung ra đi. Bung đằng 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 nó hạ. Đằng nào mà nó chả hạ. Ngửa ra đi, ngửa xong kéo lên, kéo ra. Ngửa nữa, ngửa thẳng tí. Kéo ngược lên. Được không? Hôm qua em thấy anh biết tháo rồi cho bà. Ngửa cái đưa ra bảo. Rồi, kéo. Cầm tay bên kia cũng cầm đấy, cầm chắc ở đấy, kéo lên, kéo tay bên kia chắc hơn, kéo ngược bên đây chứ. Nếu mà nhả đưa chứ. Kéo bên này bên kia. Có mình có thấy hắn biết nhả đưa xong mình bảo hắn lên nhả. Được không? Đâu, hôm qua cái thế. Đây rồi, xử đây rồi. Quậy cái này không? Ôi, một thằng đừng có dấm lên tôi, một thằng xuống. Hả? Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Nhớ được người không? Không. Sao lại không? Không thì hôm nay bây giờ bốc kiểu gì? Không có ai ở nhà ấy rồi. Tôi vứt ở sườn cạnh nhà ông Sủi, ông Quỳ. Đồ vật liệu bây giờ không có ai bốc. Bảo nó cất độ. Bây giờ không có ai thì anh em tự bóc thôi. Mày, nó cao lên một tí. Để nó trước bên cái chở phía trước rồi. Ôi trời, đừng nhấc cao hơn. Thế là thằng nó dưới. Chắc không hụt đâu. Đo hụt là anh phải đi lấy lại cho em đi. Đây là cái gì anh? Làm cái gì anh? Nhà. Nhưng mà cái này là 2 mét dưới rồi. Nhìn là cũng bị gần gần. 3 mét dưới, cho ta chỉ biết là lấy chỉ 3 mét dưới, 2 mét dưới. Mày. Ngồi lên.
xin đổ anh được mà. Đổ cái gì? Cái này có phải xe ben đâu mà đổ. Xe này anh đổ không được á? Xe này xe thùng mà đổ được đâu. Đúng rồi, cái này dài hơn anh. Anh nhớ sườn đi. Chưa hết à? Chưa. Nhiều phết nhỉ. Anh Sơn nè, thấy đúng không ạ? Không gọi được ai thật là sứ. Không có ai mà. Chẳng bao một ngày là hết à. Buồn cầu. Ôi cái này bây giờ bao tiền anh? Anh vẫn nhớ là lấy về để không biết để mà vẫn nhớ là để mua về để bắn tôn nhọn à. Nhắc đến. Đó. À, vẫn cảm ơn anh nha vậy. Sắt này lấy cả bó ra luôn à? Lấy được cả bó không? Chắc chắn rồi. To quá anh thế. Tô này nó nhẹ cũng to. Tôi nói anh tư vấn cho bảo lúc to làm lúc phải. Tí nó bảo, tí nó check, tí nó tiền công là để mời mấy anh em bốc bác. Anh gọi người lên bốc đi. Rồi, 10 giờ này gọi ai?
Đâu rồi? À, cứ mở xuyên đổ luôn. Gạch mà đổ á? Đổ luôn, vỡ luôn. Được anh à? Đồ người quá không biết trắng đi đâu. Đâu đấy? Mấy cái thanh này để làm gì anh? Kèo ấy. Thanh chữ A. À. Kèo này thì to quá không? Này ngon là kèo lấy cái kia bé cái làm được rồi. Cục bé để làm được rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm hơn tốn để cột. Anh xem nhé. 1, 2, 3, 4. Đây là 4 cây đấy. Ok. Đây là 10 cây 5 x 5. 4, 8, 10. À đủ, tôn đủ em đếm đủ 16 tấm đi. 3, 8 tấm dài với lại là 3, 8 tấm ngắn. 16 tấm. Ôm ra đi xin đủ này, nóc đủ này, tất cả. Còn cái bao xịt ở nhà khi này, xin tiếp này. 8, 9, 10. Có một cái túi đầu, túi trắng này. 1, 12, 13, 14, 15, 16 tấm tất cả. Đúng rồi. Về. Đây, cái này gọi xịt nhà vệ sinh. À, cái này là cái này là nắp nó này. Có cái gọi xịt trong này nữa. Có gói men nữa. Tí nó ở góc nữa. Men xi măng đúng không? Ờ, men gắt gắt gạch này. Ở đâu thì giống của anh đâu. Tí nó bốc gắt đấy. Nó ở đâu đâu khu đấy rồi. Đấy thì là đi này. Cái nhà đủ 66 mét vuông này, cái ống này này. Nhà vệ sinh này. Đấy, ông nọ mà lấy cái thượng ở nhà vệ sinh ra để ốp cả bếp luôn. Có tiền bếp đấy. Đủ hết đấy. Bây giờ là kiếm một cái góc tường. Đằng nào nó chẳng lên kia đúng không? Đây, cái ốp nhà vệ sinh đúng mẫu nha. Ok đấy. Cái này là ốp ở nền đấy, còn cái này là ốp ở tường. Có mấy ốp dài thì ốp đấy đấy, ốp ở lót đấy đấy. Cái này là ốp tường đấy. Ok. Ốp chân tường hay là ốp thẳng lên luôn? Ốp thẳng lên để xanh này. Em ơi, tìm người về hạ xin trước đi, xong gạch hạ sau em. Gạch tí nữa em mở cái vườn ra nên em đưa quét qua vườn gần mà. 2 tấm 3 mét dưới này này. 3 mét dưới, 2 mét dưới này. Đủ 6 tấm. Ốp nóc à? Ừ. Cái này nóc với là ốp sườn. Đúng rồi. Hai bên sườn đúng không? Hai bên sườn này chạy như thế này đi. Okay. À, hôm nay mấy anh em ở trên này đi lên rừng hết. Cho nên là không có ai ra đây để bốc cả các bác ạ. Cho em xử, ông cũng tự ra bốc luôn. Bây giờ nhờ mấy anh em lái xe lên hộ một tí thôi. Cũng gần hết rồi đấy các bác ạ. Cái này không mở được sườn này ra để lấy gạch ra anh. Có cái để ok. Sử vừa rồi đi bên kia không có ai ở nhà. Không có ai ở nhà. Sử ơi, giữ chỗ kia không sợ anh em mở ra nó đổ xuống ấy nhỉ anh nhỉ? Giữ mấy hàng ở ngoài ấy, đấy. Cẩn thận đổ xuống là vỡ hết gạch ấy. Xong rồi anh giúp em lấy mấy cái hộp kia ra với. Sẽ nó đổ. Đấy. À, ông thì bây giờ năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi mà vẫn phải đi ra ngoài để đi làm như thế này. Ôi, kéo ông ơi, kéo. Ok, này chở tới này à? Hơi sửa khó à?
Thế nào xếp ra cái đấy tí đếm nó dễ chứ ạ. Cẩn thận nhá, không vỡ đấy. Cho kiểm tra hàng mà anh nhỉ. Đấy, chắc bây giờ phải tắt máy quay để hộ mấy anh em cùng nhau làm cho nó nhanh thôi cô bác ạ. Đây tôn thì lấy màu xanh luôn nhá cô bác nhé. Còn ở đây thì có 8 tấm là 3,5 mét anh nhỉ. Ừ. Còn 8 tấm kia là 2,5 mét à. Ừ. Đây còn sắt đây. Sắt thì là bao nhiêu cây anh? 14 cây. 14 cây. Tính cả sắt này để làm keo này đúng không? Ừ. Sắt. Cái gì đây anh? Nhưng mà em kiểm tra hàng được không? Không đúng hàng em trả lại đấy. À, vòi xịt nhà vệ sinh. Sau một quãng thời gian thì anh em cũng vận chuyển cũng là hết xe luôn rồi các bác ạ. Lái xe quá. Ôi lái xe hôm nay giúp nhiệt tình như thế này thì lúc nào gặp nhau ở dưới xá anh em ngồi uống nước đi anh nhỉ. Được, không quan trọng gì, quan trọng tài khoản nổ. Ok. Đến em nhá. Đến đi. Bao nhiêu hộp này? Cái này 66 hộp này. Cái này anh. Cái bên này. Hả? Đấy, đủ 66 mét luôn. Ok. Ok. Wow. Hết trên này. Hết đồ rồi. Anh phải đi ra ngoài xong mới đóng thùng được chứ. Giờ xí nó đang ở đây đấy. Đi lên một tí. Hôm nay không có người, ông cũng phải tự ra đây để bóc vật liệu luôn cô bác ạ. Tại vì anh em hàng xóm hôm nay thấy Sử bảo đi lên rừng hết rồi, chả có ai ở nhà. Lái xe phụ xe hôm nay là gọi xuống bóc cùng luôn đấy các bác ạ. Hôm nay không cho lái xe phụ xe ngồi nghỉ nữa. Anh cứ tiến đi anh ơi, không sao đâu.
của bánh lá nào chị? Đi bộ hỗ trợ bánh xe của bánh lá nào? Tại là vật liệu của nhà ba ông cháu bây giờ là đủ đầy đủ hết rồi nha các bác nhá. Từ gạch ốp lát đến tôn sắt. Mọi thứ đều bây giờ là đầy đủ đến bước hoàn thiện rồi. Ôi. Kéo sao có gì? Dẹo cơ. Sư nhấc cái kia lên chắc, nhấc cái tấm kia lên là được. Ê dạ sao bị lim đi chứ ọc đi mới mặc khó vá. Ôi ok không để một chút xi nào của mồ hôi công sức nào của cô bác để phải rơi cả, rơi là phải lấy lại ngay. Này mà nay như thì quan ma bẹt cha mẹ lấy pro về chơi ơi, lạc một bắt đầu lấy lách lo. Hai tấm 3 mét dưới này này, 3 mét dưới, 2 mét dưới này, đủ 6 tấm. Ốp nóc à? Ừ. Cái này nóc với là ốp sườn. Đúng rồi. Hai bên sườn đúng không? Hai bên sườn này chạy như thế này đi. Ok. Ra ốp à, dè này à? Ngấu thành gạch này ra ốp à? Đấy, dè vẹt không à nè? Ừ, cái nắm bằng. Ừ. Gạch, ra ơi. Này cho gạch lát đi dưng à, nên nên à? Còn gạch e này đây, ấu hốc to nhà vệ sinh. Một hộp có máy tính đấy. Hả? Một hộp máy tính. Một hộp hình như là 5 tấm hay sao cái này. Xem cái này này. Thấy cái này bóc này này. Sáu tấm à? Ừ. Bây giờ nhờ người về vận chuyển mấy cái này vào trước. Ồ, mất đấy. Ê, nếu mà mai chờ thì bây giờ phải tối nay phải về đây xem ấy cái đồ này. Dê yeah, bẹt tôi phải luôn á. Ồ ông bảo đi về nhà thì cũng về tay không thì bây giờ vác cái này đi luôn này các bác này. Cái này cẩn thận nha, vận chuyển đừng để nó gãy đôi nha. Gãy đôi là xốp nó bị bung ra hỏng đấy. Bây giờ thì cũng sẽ di chuyển vào trong kia để xem mấy anh em thợ đổ mái, ghép mái đến đâu rồi nhé các bác nhé. Hiện tại thì nhà của ba ông cháu bây giờ ghép xong hết rồi nha các bác nhé. Cái trống đầy đủ, chiều nay là mấy anh em thợ sẽ bắt đầu đổ mái hiên ở ngoài này này các bác này.
nay xi vào vật liệu vào đầy đủ thì các anh em thợ sẽ làm rất là nhanh luôn cô bác ạ. Còn buổi chiều hôm nay thì các anh sẽ tiếp tục là xây thu hồi này, với lại đổ mái hiên này. Ở phần dưới này thì mấy anh em cũng chống cây chống rất là nhiều, cũng rất là chắc chắn luôn các bác, không lung lay một tí nào luôn. Và xem mấy anh em thợ ăn uống xong chưa. Chào mấy anh em nhá. Chào anh ơi. Mấy anh em ăn cơm. Cơm em. Vâng, anh ăn. Hôm nay là cắt bạt đây lên giải trên kia anh. Vâng, thế chiều em mua lên nhá. Chiều mua về. Vâng, không mua về tối không ngủ được đâu nhờ chú Bình nhỉ. Vâng. Sử cũng vừa từ dưới nhà đi lên này. Bây giờ tí nữa đi chở xi chứ nhỉ. Đúng. Hôm nay là lấy xi vào phải lấy nhiều không anh? Không, chở 1-2 bao vào cho các anh xay trước. Hơn chục bao. Hơn chục bao. Hôm nay đổ mái luôn à? Vâng. Hôm nay đổ mái tối xay. Tí vào thì có người phải xay cả thu hồi nữa chứ nhỉ anh nhỉ? Thế chắc tí nữa phải đi vào mấy thanh niên trên này chờ cho thôi. Mấy anh em hôm nay ăn gì đấy? Ăn đạm bạc thôi. Thế là kê quá. Ăn quả su su mấy quả su su. Vâng. Su su với đậu xí với ớt thôi. Vâng chú. Như cô bác có thể thấy từ nhìn từ đằng sau nhà của ba ông cháu thì giờ đã dần dần là hiện hình rồi nhá cô bác nhé. Giờ này là cũng là buổi trưa rồi, hơn 12 giờ trưa rồi. Mấy anh em thợ đang nghỉ trưa rồi các bác ạ. Còn hôm nay thì cháu lên trên này thì để ghi hình lại là xe vật liệu đã vào cô bác nhé. Thì chiều nay bắt đầu là vận chuyển vật liệu đi vào trong này. Vật liệu ở trong kia, bây giờ là lấy về đủ rồi. Bây giờ chỉ cần vào đến đây nữa là mấy anh em thợ sẽ làm rất là nhanh cô bác ạ. Bây giờ lấy gì? Bây giờ lấy tập về bèn này á. Ông thì bây giờ buổi trưa cũng không nghỉ luôn. Ông bảo đi vác sắt về, sợ là tối có ai lấy cô bác. Bây giờ xung quanh hàng xóm của nhà em xử đi, lúc nãy cháu có đi qua cũng không thấy ai ở nhà cả cô bác ạ. Em xử đi đang đi nhờ người rồi, đi tìm mấy thanh niên để chiều nay còn thuê chở xi đi vào ấy cô bác. Còn thước phim hôm nay thì cháu lên trên này cũng để chia sẻ và cũng để cho các cô bác biết là cập nhật được tình hình của ngôi nhà của ba ông cháu đến đâu rồi cô bác nhé. Vừa chuẩn bị để đi về nhưng mà lại gặp mấy thanh niên ở đây để nói chuyện cùng mấy thanh niên luôn, thuê mấy thanh niên chở xi thôi. Còn chỗ gạch kia thì Sử cũng tự chờ vào nhé. Còn mấy cái này thì không nói, không cần phải nói, ai cũng biết là cái này là không chở bằng xe máy được mà. Nên là phải nhờ người ra vác hộ vào thôi. Bây giờ chỉ có thuê nguyên xi thôi nhá các bác nhé. Thuê nguyên xi 100 bao. Bây giờ thì ở đây nói chuyện với mấy anh em một chút xong là chắc cháu di chuyển đi về rồi các bác. Tại vì giờ cũng là buổi trưa rồi, 12 giờ trưa rồi. Này, xóa sang cứ trước phim hôm nay thì cháu lên chia sẻ tới đây thôi các bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.